mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tự tử đi về đâu? Tôi là một cư sĩ ăn chay trường, giữ ngũ giới của Phật. Tôi rất ngưỡng mộ lời khuyên địa ngục chẳng trống, thề chưa thành Phật của Bồ Tát Địa Tạng. Trong kinh Địa Tạng phẩm đầu tiên, kể thánh nữ sau khi niệm Phật một ngày đêm, liền thấy mình xuống địa ngục, biết được chỗ mẹ thác sinh. Tôi rất thích và cảm thấy thật an ủi khi đọc đoạn kinh. Nếu người có thể trong 21 ngày nhất tâm chiêm lễ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng và niệm danh hiệu của Ngài đủ một vạn biến, thì sẽ được Bồ Tát hiện thân vô biên, nói cho người đó cõi giới mà quyến thuộc của họ đã sanh về, hoặc trong giấc mộng, Bồ Tát hiện đại thần lực, đích thân dắt người đó đến các thế giới để gặp quyến thuộc của mình. Mỗi khi xem báo đài, thấy đăng tin người tự tử nhan nhản, tôi buồn vô hạn. Vì vậy, tôi rất khát khao muốn biết những người tự tử, sau khi chết rồi sẽ đi về đâu. Trong kinh Địa Tạng phẩm 12 có ghi, những người được nghe danh và thấy hình tượng Bồ Tát Địa Tạng rồi chí tâm quy y, có thể mỗi ngày niệm danh hiệu Bồ Tát ngàn biến, luôn đến ngàn ngày, thì điều nguyện cầu của các thiện nam, thiện nữ đó sẽ chống được thành tựu, vĩnh viễn không bị chướng ngại. Vì vậy, tôi đã thực hiện rất nhiều, nhiều hơn lời trong kinh dạy, nghĩa là trường kỳ tụng niệm, lo tu sửa từng tâm niệm và thiết tha lễ bái Bồ Tát Địa Tạng suốt một thời gian dài, chỉ nguyện một điều, xin cho con khai mở trí tuệ, được nhìn và hiểu thấu suốt, biết rõ người tự tử sẽ đi về đâu. Cuối cùng thì ước nguyện này cũng đạt thành. Trong mơ, tôi thực sự được đi đến cõi mà người tự tử trú ngụ và minh bạch hết mọi vấn đề. Trong kinh Phật tả, có sáu cõi: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vì vậy, tôi tả về cõi quỷ, hy vọng bạn không ngạc nhiên. Cũng có một số ít người trực tiếp thấy, nhưng phần đông người ta không thấy. Song những người gần nhất, khí lực suy, tinh thần yếu cũng rất dễ nhìn thấy người bên cõi âm. Bây giờ, mời chư Pháp Hữu hãy xem để cùng chia sẻ kinh nghiệm quý báu này với tôi. Cõi âm khí rất lạnh, vì vậy khi tiếp xúc hay tham quan cõi âm rất cần có định lực mạnh, thệ nguyện lớn, tinh thần trong sáng. Cõi quỷ cũng rộng lớn vô biên, được phân thành nhiều khu vực. Bạn đừng cho rằng tự sát là hết khổ, mà chính là mở màn cho thống khổ ngút trời. Cho dù vì tình, vì thiếu nợ, vì đủ lý do vân vân mà bạn muốn nhảy lầu, nhảy sông, uống thuốc độc, cắt mạch máu, cứa cổ, treo cổ, vân vân, khởi niệm tự tử đủ cách, đủ kiểu. Nhưng hễ là tự sát thì sau khi chết rồi, những thống khổ phải nhận lãnh càng thê thảm hơn. Người tự sát chết rồi, linh thức lập tức bị giam cầm, chìm trong khốn khổ triền biên. Phải biết tự tử có ba tội nặng: một, bất hiếu với song thân; hai, tự hủy hại hình hài, phụ phúc báo hy hữu được làm người, không biết quý trọng mạng sống; ba, ngu si vô tri. Thân ta là do cha mẹ sinh, sống đã không tận hiếu báo ân cho cha mẹ, không làm việc ích đời lợi người, lại ngu muội tự hủy hoại, giết thân mình. Đây là tội cực kỳ nặng. Phải biết, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Kiếp này, bạn được mang thân người, sao lại khinh thường, hủy hoại? Do lỗi phụ bỏ thân người, nên bạn sẽ rất khó có được thân người lại. Tự tử là quá ngu si vậy đó. Thí như, bạn vì thiếu nợ nên chọn tự tử, thì phải hiểu là đời này nợ chưa trả xong thì sao vẫn phải trả nhiều hơn. Hiện tại còn gánh thêm đại tội tự tử nữa, đây gọi là khổ chồng khổ. Phải biết, người tự sát chết rồi sẽ lãnh khổ báo rất thảm. Những người tự tử sau khi chết rồi sẽ không ngừng diễn lại động tác tự sát đó. Thí như anh A vào 2 giờ chiều nhảy lầu tự tử, sau khi chết đi, linh thức của anh sẽ bị giam cầm thọ khổ và cứ lanh quanh ở vùng mình tự sát. Hàng ngày, hãy đến đúng giờ khắc đã tự tử, thì anh sẽ trở lại đúng địa điểm ngồi lầu đó mà diễn cảnh tự sát một lần. Ngày nào cũng phải diễn như vậy, diễn mãi động tác hủy thân đó
cho đến khi tuổi thọ hết. Ví như tuổi thọ của anh được định là sống tới 70, nhưng vào năm 40 anh tự tử, thì sau khi chết rồi, ngày nào anh cũng phải diễn lại cảnh tự sát này, có nghĩa là anh phải nhảy lầu suốt 30 năm cho đến lúc dương thọ tận. Hơn nữa, hàng ngày, những tư tưởng cực kỳ thống khổ của giây phút tự sát cộng thêm đau đớn trên thân cũng đồng loạt tái hiện lại, hoàn toàn giống y, nghĩa là mỗi ngày anh phải tái lập và thể nghiệm thảm cảnh tự sát một lần. Ngoài thời gian này thì anh bị nhốt tại khu phạm nhân tự sát để thọ hình phạt. Trong khu vong tự sát trú ngụ này phi thường, u ám, rất ẩm ướt và hôi thối. Trong đây tâm ai cũng ôm đầy oán hận, tiếng rên khóc bi thương, thở than không ngừng. Nơi này không có nhà hay giường, không truyền hình, yến tiệc, không thức ăn vân vân, gì cũng đều không tức, chỉ có thống khổ và khóc lóc mà thôi. Tôi tiến đến một phòng giam, bên trong chứa đầy vong tự sát, oán khí xung thiên, phi thường khó chịu, nhìn mặt người nào cũng rất thương tâm. Tôi bước đến gần một vong tự sát, thấy toàn thân anh ướt mẹp, mắt lởm sâu. Tôi chào. Bạn ổn không? Anh ghi đầu dòm tôi, rồi hỏi. Người là ai? Tôi là người bình thường, phát nguyện đến cõi âm để biết những người tự sát chết rồi cảnh giới của họ sẽ ra sao. Anh ta nói. Cần chi phải hỏi, nhìn là đủ biết tôi quá thống khổ rồi. Tôi không biết nói sao để diễn tả tâm tình hiện tại của mình, chỉ có thể nói là tôi khổ, rất khổ, khổ dữ lắm. Tôi lại hỏi, vì sao thân của anh bị ướt hết vậy? Do nhảy xong tự tử. Tôi lại hỏi thêm, nhưng tại sao anh tự sát? Tôi không muốn kể ra đâu, đừng có hỏi nữa. Tôi bước đến chỗ khác, thấy trước mặt mình là một nữ nhân, liền hỏi. Nè, vì sao bạn lại ở nơi này? Chị ta gian đài, mong tôi giúp cho chị ta tìm một đứa bé. Chị ta cầu xin tôi rối rít. Tôi hỏi. Con của chị ư? Dạ đúng vậy. Tôi cho con gái tự sát theo mình, nhưng giờ không biết bé đi đâu. Bởi sau khi tự sát xong thì tôi liền bị áp giải vào đây, còn đứa con không thể tìm ra bóng dáng nó. Tôi rất đau khổ. Con gái chị hiện được ở một khu vực khác, chờ đi đầu thai. Bởi vì chị tự ý đoạn mạng con trẻ, hoàn toàn không có sự đồng ý của nó, nên tội của chị rất là nặng. Do con chị còn bé, ngây thơ chưa biết gì, nên không bị tính vào tội tự sát. Vì vậy mà nó được đưa đến nơi khác. Vậy sao? Không ai cho tôi biết điều này. Tôi gian cầu ngài, xin ngài dẫn tôi đi gặp nó, có được không ngài? Tôi không thể dẫn chị đi. Chị đây là cõi âm, có quy luật riêng của cõi âm. Chị nhất định phải chịu quả báo tự sát tại đây, và đó là luật. Chị ta khóc thảm thiết. Tôi đi tiếp một quãng, băng qua một gọn núi thì đến một nơi khác. Trong đây là một khu đặc biệt giam những vong tự sát khác nữa. Tôi gặp một người đàn ông nơi bụng có đường tét dài và sâu, máu me ràn rụa. Tôi hỏi. Tiên sinh, bụng ông sao vậy? Đây là vết thương do tôi dùng dao rạch bụng mình. Vì vợ tôi ngoại tình theo trai nên tôi rất hận bả. Ban đầu thì tôi giết bả, sau đó tôi mới tự sát. Tôi chết rồi á thì bị nhốt tại đây, hằng ngày đều phải về lại nhà tái diễn lại cảnh tự sát. Tôi đau đớn và khổ lắm, khổ hết chỗ nói luôn. Ôi, lại là tình yêu. Tiên sinh ơi, tự sát là tội rất nặng, ông có thể niệm Phật không? Rồi tôi dạy ông niệm Phật Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát và bảo ông nhất định phải niệm, sẽ giảm nhẹ tội báo. Còn nữa, ông phải sám hối, vì giết người là quá sai. Do ông đã giết người lại còn tự sát, tội càng nặng hơn. Xin hãy nghe tôi khuyên, nhất định phải ráng niệm Phật nha. Chỉ thấy ông ta gật gật đầu, không nói gì. Trước mắt tôi lại hiện tượng vong linh lòng đầy hận oán rất đáng sợ. Có vong toàn thân đầy máu tuôn chảy không ngừng. Tận mắt chứng kiến những cảnh này rồi, tôi kinh hãi vô cùng. Người thế gian đa số cho rằng tự tử là chấm dứt mọi thống khổ. Họ không biết rằng tự sát chính là mở màn cho thống khổ ngoài sức tưởng tượng bắt đầu.
thật quá ngu khờ dại dột về. Hèn chi mà thường nghe kể những nơi có người tự tử hay xảy ra cảnh vong náo dù không thấy họ. Bởi vì nếu như nhà, phòng nào đó trước đây từng có người tự tử qua thì vong linh tự sát ngày nào cũng phải về diễn lại động tác tự tử này. Thế nên nếu phòng nhà đó không có quỷ náo thì mới là chuyện lạ. Vì vậy mà ta thường nghe kể chỗ người tự tử thường hay có tiếng khóc rên rỉ dù không thấy người, đó là do vong tự sát phải về diễn lại cảnh tự tử, bị chìm trong tâm niệm bị thương lúc hủy thân. Phần tôi, dù nương nguyện lực của Bồ Tát Địa Tạng Vương được chứng kiến cõi âm, nhưng thú thật, nếu như tôi phải đến ngủ ở nhà hay phòng có người tự sát, chắc chắn tôi sẽ rất khổ tâm. Vì sao ư? Vì hàng ngày mắt tôi luôn thấy rõ cảnh quỷ sẽ diễn lại màn tự sát, lại còn nhìn rõ thảm cảnh họ chết ra sao, thế thì làm sao mà an ổn thư thái được? Giáo lý Phật có những bản kinh siêu độ rất hay và kỳ diệu, song bạn không thể ỷ lại vào ai đó cầu siêu cho mình trong khi bản thân mình không chịu tu. Nếu tâm bạn vẫn đầy ác ý tà độc thì vô phương cứu. Vì cảnh sẽ tương ưng với tâm, tâm tốt chiêu cảnh tốt. Siêu độ là giúp cho bạn phát tiền tâm, biết ăn năn sửa sai. Bạn cần phải tự hoàn thiện bản thân trong lúc sống, đừng ỷ lại vào người mới là tốt thật. Trong kiếp nhân sinh, ai sống mà không có não phiền, không có khổ đau? Người giữ thân khẩu ý thiện lành thì tâm sẽ hằng an vui. Khổ là do bởi mình từng gieo rắc nhân ác, khi trả thì phải trả quá ác, phải bồi đền nợ cũ thì đâu ai thoải mái dễ chịu. Ngàn vạn lần xin bạn không nên khởi niệm tự sát. Phải hiểu, tự sát không giải quyết được vấn đề, chết rồi càng thống khổ hơn. Nếu cho rằng sống ở trên thế gian là khổ, nhưng bạn không biết sao không biết, kẻ chết vì tự sát sẽ bị nhốt ở khu vực chứa vong tự sát. Người ngu si cứ tưởng chết là hết, là vui hết muộn phiền, chấm dứt mọi sầu lo, hoàn toàn không biết rằng sau khi tự sát rồi thì thống khổ mới bắt đầu ập đến, cường độ mãnh liệt gấp vạn bội lần cái khổ lúc còn sống. Còn nữa, sao không biết xót thương tội cho thân quyến bạn sẽ buồn đau biết bao trước hành vi ngu muội này của bạn. Bạn không nên đẩy mình vào tuyệt lộ. Người tự sát sau khi chết và thọ xong quả báo tự sát rồi thì phải đi đến các địa ngục lớn nhỏ thọ hình tiếp, y như trong kinh Địa Tạng từng mô tả, cho đến khi nghiệp tận họ mới có thể thoát ra và đầu thai. Sinh vào đâu? Việc này còn tùy thuộc vào nghiệp tạo của họ. Phật tử Thiếu Hoa. Lời người dịch. Tôi đã đắn đo cân nhắc rất nhiều, cuối cùng thì quyết định dịch bài này, mong có thể cảnh tỉnh những người muốn tự sát. Trong cuộc sống, cho dù khổ đến tột cùng hay tuyệt vọng đến mấy, xin bạn đừng bao giờ có ý muốn tự tử. Vì khổ hiện tại không chịu được thì cái khổ sau khi chết còn khốc liệt hơn. Xin nhớ, tự tử không phải là kết thúc khổ đau, mà là mở màn cho thống khổ bất tận. Bởi sống trong đời này ai cũng có khổ đau, chứ không riêng gì bạn. Thậm chí có những thống khổ còn tày đình hơn, nhưng có người vẫn không trốn chạy mà chấp nhận đối diện, can đảm bước qua để trưởng thành và lớn mạnh. Bởi vực thẳm là nấc thang cho bậc anh tài. Thân ta dù chết nhưng tâm vẫn hoạt động. Giết mình cũng là mang tội sát sinh, phạm vào tội thập ác không được đầu thai. Thân xác có chết thì cảm giác lạnh, nóng, đói khát, uất phiền vẫn còn đeo theo, không ngừng hành hạ tâm thức. Tâm bạn nếu nhiều ác niệm thì chết phải sa đọa đi xuống. Tâm bạn nếu đầy từ ái thiện lành thì chết sẽ thăng lên cao. Giống như khi bạn vừa bố thí, phóng sinh hoặc làm việc tốt giúp ai xong, đêm về sẽ ngủ rất ngon, tâm tư lâng lâng hạnh phúc. Đó là cảnh giới của tâm thiện lành. Vì vậy, những kẻ cướp của giết người, những kẻ làm toàn việc ác, chắc chắn giấc ngủ không bao giờ yên và luôn gặp ác mộng, dù luật pháp chưa trừng trị. Khi khởi ý muốn tự tử, bạn đừng để niệm này khởi tiếp. Đừng ôm mãi niềm sầu đau vô ích,
vì nó sẽ xúi bạn hành động dại dột. Hãy cố gắng lèo lái tâm nghĩ lành, trong sáng. Thật ra không có tuyệt lộ hay đường cùng, chỉ có tâm bạn tưởng là vậy mà thôi. Gieo nhân ngọt sẽ hưởng quả ngọt. Vì vậy, lối thoát ở chính nơi tâm của bạn, chứ không thuộc về người hay ngoại cảnh. Hãy tự mở đường thoát và không nên vì mình và bế tắc. Khổ vui do mình tạo, muốn được vui thì phải dứt ác hành thiện, hằng luôn giữ thân khẩu ý thiện lành. Vì tâm bạn thiện được bao nhiêu thì bạn sẽ hưởng an vui bấy nhiêu. Ở đây không lý luận để đối chất. Muốn biết đúng sai thì chỉ có thực hành, thể nghiệm và tự rút ra đáp án cho chính mình. Ha ha ha,